Và kế tiếp là một cantabile viết bởi Niccolo Paganini, viết cho guitar và violon. Thưa quý vị, cantabile, quý vị nào biết trong tiếng Ý thì nó có nghĩa rằng là giống như hát. Giống như hát là tại sao? Là vì nó từ ra cái từ cantare là hát. Thì cái người chơi bài nhạc này phải dùng cái nhạc cụ của mình diễn tả làm sao giống như tiếng hát, mà tiếng hát lên trầm và xuống, lên bổng và xuống trầm, nó phải liền lạc, êm ái giống như nhau. Mà để được chơi như thế phải đòi hỏi một tiếng đàn của bậc thầy. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát từ ngón tay điêu luyện của thầy Nguyễn Khánh Hồng và với phần trình tập của guitar Nguyễn Phương Thảo. Thank you.